Xin chào anh em, giới thiệu với anh em một cây guitar Morris hàng chất lượng nha anh em nha. Xịn, đẹp, ngon lành luôn anh em. Giá hợp lý cho anh em mình nha. Đây là cây Morris Tornado, dòng đàn rất là quen thuộc. Thời gian trước mình có hay giới thiệu với anh em lắm, lâu rồi mới về hàng được, mấy nay mới săn về được nha anh em nha. Giá thị trường nó hơi cao cho nên mình canh cái giá tốt nhất để về cho anh em. Thì giá này nó tương đối rẻ luôn anh em, tương đối rẻ luôn. Phải canh anh em, phải canh nha. Chứ còn bình thường về giá nó cao quá anh em về mua cũng ngán nha. Mấy này bình thường anh em phải mua đến ở 6 triệu, 5 triệu mấy, 6 triệu. Cái này mình về được giá tốt nha anh em. 4 triệu 500 ngàn, giá khá tốt anh em, giá khá tốt. Cây này là Morris Tornado Z3, Z3 Made in Japan, những cái series Nhật, sản xuất tại Nhật mà nó có EQ zin theo đàn như vậy thì nó rất hiếm anh em nha. Thường thì sản xuất Nhật thì EQ nó ít khi theo đàn lắm anh em, và không có dán khuyết như vậy đâu nha. Những cái này dán nó khuyết và EQ là zin theo đàn nha anh em. EQ nó là EQ zin theo đàn, nó bắt tiếng ra loa cực kỳ hay luôn. Ở bên Nhật họ gọi là đàn electric, đàn điện anh em, thì tiếng nó ra theo kết nối với amply tuyệt vời, nó ở mức tuyệt vời anh em, chơi rất là hay. Cây này thì đẹp, ngon lành, chất lượng, nói chung là nó gần như hoàn hảo vậy anh em, gần như hoàn hảo nha. Cái mặt tớp nó có hơi nước xước nhẹ nhẹ lắm anh em, nhìn thì nó đẹp ơi đẹp nè anh em, nhìn thì nó đẹp lắm nha. Nước xước chút xíu nhìn chắc không thấy, lát mình cũng quay gần cho anh em coi mà nhìn chắc không thấy, tại vì nó đẹp quá nè, nó đẹp quá nha, nhìn không thấy đâu. Lưng nó cũng đẹp luôn nè, nó cũng đứt xước cái kiểu cũ anh em, nhưng mà nhìn thì anh em sẽ không thấy nha, tại vì bản chất nó là một cái đèn đẹp mà. Màn hình có mờ không, để mình coi cái coi xong, thấy nó hơi mờ quá thôi đó, thì nó sáng sáng lại cái mới vuốt cái camera này nha anh em, cho nó sáng lại cái. Đầu đàn nó có xước miếng trên đây đó. Nhìn chung cái đàn này thì nó đẹp hết anh em, nhìn chung đẹp hết, tự mình kỹ cho nên một cái chút nhỏ nhỏ là mình cũng nói với anh em thôi. Thực chất là anh em coi máy này, anh em nhìn cái mặt lớp có thấy chạy xước gì đâu đúng không, đẹp hết nha anh em nha. Cần phím thì ngon, cái này anh em nhìn thấy không, cái cần nó giống như kiểu cần đàn điện nha, tay anh em có thể chơi được hết những ngăn này luôn nè. Anh em ở nhà mà có đàn cầm thử cái đàn nhà mình đi, anh em phải để vô nó còn dư khúc gì nè. Còn cái đàn này anh em để vô cái là như vậy nè đó, anh em thấy không, mình có thể chơi được những cái ngăn cuối cùng, nếu thoải mái anh em có thể chơi hết thế tay luôn nha, rất là thoải mái luôn. Cần phím thì rất là êm tay, mình đã canh chỉnh nó cái mức cực kỳ êm cho anh em rồi. Và bản chất cây đàn này luôn, bản chất những cái dòng đàn này thì họ sẽ làm cần phím cho mình ngon nha anh em nha. Khóa thì khóa xịn, anh em nhìn thấy bộ khóa với cái đầu đàn là anh em thấy nó xịn này đúng không, khóa gold đời này cao, nó lên khóa gold, khóa xịn, khóa nhật luôn anh em. Cây đàn này là Made in Japan, cũng là xuất Nhật đó. Những cây thường thường mà khuyết như vậy thì ít khi Made in Japan, này nó Made in Korea, Made in China này kia rồi thôi, chứ đâu phải Made in Japan như cây này. Cây này thì ngon hết nha anh em nha, 4.500.000, rất rẻ luôn nè, rất rẻ. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Đây là tổng quan cây đàn này, mình quay một lửa cho anh em coi đây. Lưng nó mài rùa nha anh em nha, kiểu mài rùa anh em nha. Đó, tuyệt vời nha. Cái chỗ này là chỗ để kê chân, anh em mình kê chân, kê chân đây. Rồi, tổng quan cây đàn đây, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đây là tem của đàn nha anh em, Tornado by Morris, kế bên là Made in Japan. Đó, ở dưới có cái chữ ký, bên tay phải là modem là Z3 Morris Musico gì đó, hàng chất lượng tốt, âm hay, ngoại hình đẹp. Cái đàn này là gần như là hoàn hảo hết luôn anh em. Rồi, anh em coi gần mặt tớp của đàn nè, mình để gần cho anh em coi, đẹp ơi là đẹp đúng không, anh em không thể nhìn được những vết xước luôn. Thật chất những cái vết xước đó ngồi gần giống như mình soi kỹ lắm mới thấy, tại vì mình kỹ cho nên mình nói với anh em, chứ thật ra anh em nhìn cũng thấy đây nè, đây nè, đây nè, đó nhỏ xíu xíu đó anh em, đó không ảnh hưởng luôn nha anh em nha, nhìn không thấy đâu, nó mờ lắm anh em, kiểu nó không phải chày luôn anh em, nó không phải chày, giống như kiểu ngón móng tay anh em quệt cái ấn mạnh quệt cái nó có dấu gì thôi, chứ nó không chày nha anh em nha, không phải là vết chày luôn nha. Rất đẹp luôn anh em, rất đẹp luôn, hầu như là đẹp ơi là đẹp, không phải đẹp bình thường luôn. Eo đàn nè, chỗ này để kê chân cho nó khỏi tuột đó nè, họ làm nhám nhám chỗ đó. Lưng đàn đẹp nè anh em thấy không, tất nhiên là sẽ có những vết nhỏ xíu vậy, nhỏ xíu không đáng kể đâu nè. Chỗ này gắm sắt nè, ốc đeo dây đồ đầy đủ hết, cần nè, cần ngon rồi nè. Đây khóa, khóa gold nè, nhìn cái bộ khóa là thấy biết nó xịn rồi. Đầu đàn nè đẹp không, cực kỳ đẹp luôn. Cần phím thì ngon lành, EQ zin nha anh em, EQ này kết nối đi rất đẹp, pin để đây đó. Rồi đo cái action cho anh em coi, dây số 1 nè anh em coi, cái action dây số 1 nó thấp hơn như chuẩn một nửa luôn nè, chuẩn là trên đây đúng không, thấp đến vậy là anh em biết nó êm cỡ nào rồi. Dây 6 nè anh em đúng không, thấp đúng là chuẩn ở trên đây nè,
nó chỉ bằng một nửa chuẩn thôi, là anh em biết cái đàn này, cái action nó đẹp, nó êm cái nào, rất là ngon luôn anh em. Rồi mình test cần phím cho anh em nghe nha. Không lạnh nha anh em, mình test mấy ngăn dưới luôn cho anh em coi. Ngon anh em, êm hết từ trên xuống dưới đây luôn, là không nốt nào hư hại, không nốt nào rè tẹt gì nha, rất là ngon lành. Cần phím thì em mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn đây. Cái dòng đàn này âm mộc, tiếng nó sáng lắm nha anh em, tiếng nó rất là trong, rất là sáng luôn. Mình kết nối âm đi để anh em nghe cái âm kết nối âm đi, âm nó kết nối âm đi thì tiếng nó rất là đẹp luôn. Tại vì dòng này dòng chuyên âm ly mà, nó vỗ nhẹ vậy thôi là cái tiếng nó luôn. Ok, mình cũng sẽ rải vài hợp âm nha, anh em nghe để cảm nhận cái âm của đàn khi nó kết nối với âm ly đây. Tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.